cách xử lý chảo đá là mình cho một ít nước vào và cho vào ít giấm và bật lửa nấu trong vòng 10 phút. Sau đó mình tắt bếp và đổ bỏ nước. Rồi mình dùng nước rửa chén rửa lại với nước cho thật là sạch. Rửa lại bằng khăn mềm hoặc là miếng mút và không được rửa bằng bùi người sắt nhé. Sau đó mình lau khô chảo và mình bật lửa lên nấu cho chảo nóng. Rồi mình cho ít dầu ăn vào, dùng cây cọ là quét đều dầu ăn khắp mặt chảo. Rồi để qua một đêm là mình có thể dùng được. Giờ mình chiên thử quả trứng, kết quả là quả trứng nó không bị dính chảo nhé mọi người. Hãy chia sẻ video cho nhiều người cùng biết với nha.